Trước khi bước chân vào rạp chiếu phim, tất cả người xem đều nhận được thông báo yêu cầu tắt điện thoại di động, cấm quay phim, chụp ảnh. Thế nhưng hiện tượng phim vừa ra rạp đã bị phát tán trên mạng do quay lén, khiến nhà sản xuất cũng như phòng bán vé rơi vào tình trạng khó xử và không khỏi bức xúc trước vấn nạn này. Là người yêu điện ảnh, bà Nguyễn Minh Tuyến thường xuyên cập nhật các bộ phim mới ra rạp. Ngoài việc tới rạp chiếu phim thì các trang web trên mạng cũng là một kênh để Tuyến tìm hiểu các bộ phim mới. Tuy nhiên, cứ sau mỗi phim ra rạp thì nhiều trang web có ngay phim lên sóng. Nhờ các bản quay lén, những bản quay lén này có chất lượng cực kỳ thấp, tình trạng rung giật kèm theo thuyết minh không rõ ràng. Nhưng nhiều người vẫn rất quan tâm vì không cần ra rạp mất tiền, mua vé mà vẫn có thể xem phim. Khi up lên trên mạng như thế thì mọi người có thể vào đó xem được và xem qua được nội dung của nó như thế nào để quyết định xem là có nên đi ra rạp để xem hay không. Có thể nói những bản quay lén này ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu của phòng vé cũng như là mất đi uy tín của các nhà phát hành phim Việt Nam với thị trường Hollywood. Một số rạp chiếu đã gắn hệ thống camera nhằm phát hiện những người quay lén phim hay tăng cường công tác kiểm tra quản lý, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Ngoài những thiệt hại kinh tế mà chúng ta có thể đo, thậm chí có thể đo lường được dựa trên cái số lượng view của khán giả trên mạng ấy, thì một cái yếu tố quan trọng hơn đấy là các cái nhà phát hành sẽ rất là mất uy tín đối với cả các nhà sản xuất phim ở Hollywood, và qua đó thì cái thị trường Việt Nam cũng sẽ mất uy tín. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp thì do là thích đùa vui với bạn bè hoặc là muốn thể hiện mình, cho nên là có một số trường hợp thì các bạn trẻ do chưa ý thức được hết cái hành vi của mình, cho nên con đã có cái hành động, ví dụ như là quay lén một vài hình ảnh. Quan trọng ở đây là cái tuyên truyền, giáo dục để cho họ có cái ý thức. Thống kê cho thấy hiện nay có khoảng từ 30 đến 40% phim ra rạp bị sao chép và phát tán trái phép. Luật pháp quy định rất rõ về chế tài xử phạt đối với những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như thế này, nhưng thực tế thì việc xử lý lại rất khó khăn. Điều 225 của Bộ luật hình sự 2015 thì đã quy định tới mức phạt tù tới 3 năm tù giam và mức phạt tiền tới 300 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm và 1 tỷ đồng đối với pháp nhân vi phạm. Tuy nhiên trên thực tế thì cái việc xử phạt cũng tương đối khó khăn vì khó chứng minh mối quan hệ giữa hành vi cá nhân thực hiện hành vi đối với cái tổ chức phát hành phim vì mục đích vụ lợi, vì để thu lợi bất chính. Cho tới giờ dù đã phát hiện nhiều trường hợp quay lén nhưng chưa một trường hợp nào quay trộm phim tại rạp bị xử lý hình sự. Vấn đề quan trọng nhất để ngăn chặn hành vi này vẫn xuất phát từ ý thức của người xem khi tới rạp chiếu phim, tôn trọng bản quyền và công sức lao động của nhà làm phim.